Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 8. Ngày nào chúng ta cũng khuyên niệm Phật quý vị. Lúc chúng ta được khuyên niệm Phật là lúc đó chúng ta đề xướng niệm Phật liền. Nhớ kỹ, khi mình được khuyên niệm Phật là tức khắc lúc đó mình đề xướng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, niệm liền. Nếu như mình không niệm thì mình chỉ nghe thôi, mình không hành trì. Lúc mình được khuyên niệm Phật là tức lúc đó mình niệm Phật. Nếu như mình mà không niệm gì thì nghe cho qua thôi. Mình nghe lâu ngày viết rồi thành giống như là mình nghe cho có mà không áp dụng. Nó nghe mà không hành thì giống như ăn mà không tiêu hóa, thấy không? Nên mình nghe mình phải thực hành. Nên mình vừa nghe một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, cái là mình đề xướng A Di Đà Phật, trong tâm tức khắc nhớ Phật liền, miệng niệm A Di Đà Phật. Nên tổ sư nói rằng bạn tin tịnh độ mà bạn không hành tịnh độ thì giống như bạn không tin. Giống như những đứa gặp một cái gia đình này đưa một cái chú này đến, ông bị bệnh gì bên não, nhìn ông giống như buồn vậy, nặng nề. Khi gặp Như Đức thì Như Đức nói chuyện ông cười lên. Như Đức nói rằng ông nhớ cái bệnh của ông chỉ cần cười ông khỏe. Nhưng mà muốn làm sao để ông cười? Ông nghe Như Đức giảng, ông sẽ cười. Khi ông cười ông sẽ khỏe. Nhớ kỹ nghe. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Quý vị buồn khổ chỉ cần cười là quá giải. Nhưng nếu quý vị nói rằng tôi buồn, tôi khổ, tôi thích, thì quý vị cứ giữ buồn khổ. Nếu như buồn khổ quý vị thích thì quý vị cứ buồn khổ đi. Buồn khổ không giải quyết được vấn đề gì. Trong cái thời gian mà Như Đức ho phải không? Quý vị biết rằng là ban đêm ưa ho mà mắc ngủ, ban đêm ngủ cực kỳ ít, ít lắm, có khi cái đêm không ngủ. Mà Như Đức biết áp dụng niệm Phật vào cái lúc ngủ không được, nghĩa là mình ngủ không được, mình nói chính mình rằng cơ hội thôi, trong phòng có cái điệu niệm Phật, Như Đức niệm câu, chúng niệm câu, cái điệu niệm bốn chữ này, cái điệu niệm bốn chữ, máy này hết pin, cái điệu niệm bốn chữ là A Di Đà Phật. Chúng niệm A Di Đà Phật. Những đức niệm
thì nghe, chúng niệm niệm theo, cứ nhép môi nhép môi nhép môi, nằm đó hay ngồi đó không ngủ, cứ niệm Phật. Quý vị biết rằng cái trạng thái khi sáng quý vị cũng là hoạt bát tỉnh táo ngon lành. Thì những đức thấy rõ ràng ngủ được hay không ngủ được, chúng ta chỉ cần tâm trạng làm sao mà thoải mái. Cái tâm trạng thoải mái là việc cực kỳ quan trọng để giúp người, và cái tâm trạng thoải mái là cực kỳ quan trọng để tu duyên tu phước. Một con người mình á mà tâm trạng mình nặng nề không vui á, đó là một hành động việc làm mà mọi người sẽ tránh xa mình, tránh xa mình, và tự mình sẽ hủy hoại cái huệ mạng của mình. Nên chùa mình á, những đức nuôi đông người được, người già ở đông mà nuôi được là từ đâu? Vui. Từ ngay cái vui vẻ an lạc bình an mà nuôi họ được. Có nhiều người già mới vô chùa nhìn cũng tèm nhem thúc nhúc, mặt mày bèo nhèo, vậy mà vô chùa chỉ nghe pháp niệm Phật, vậy mà cái cụ an lạc vui vẻ hoạt bát. Gia đình người thân vào nhìn thấy kinh ngạc. Có nhiều người nói rằng công nhận thầy nuôi người mát tay thiệt. Mát tay ngay chỗ nào quý vị? Vì những đức giúp cho họ bình an vui vẻ. Còn có những người họ bất an, họ buồn, đó là chuyện gì bản thân họ. Bản thân họ thích như vậy. Thích buồn, thích nặng nề, thích lo âu. Đụng cái gì cũng lo, đụng cái gì cũng sợ, đụng cái gì cũng bất an, ganh tị, đố kỵ. Có khi bản thân của mình được còn hơn người mà vẫn không biết đủ. Được quan tâm, được lo lắng còn hơn người ta mà không biết đủ. Những con người gì tự nhiên duyên phước họ hết quý vị. Những đức từng nói rằng những đức sống trong ngôi Tam Bảo, bản thân những đức phải hoạt bát với tất cả mọi người để làm chi? Để người ta mới sống được trong chùa. Bản thân mình ích kỷ nhỏ mọn. Ông thầy ông hoạt bát vui vẻ quan hỷ thì bản thân mình cũng không chịu, thì đó là một con người ích kỷ nhỏ mọn. Cái tâm mình đã như vậy rồi, làm sao mình tu duyên tu phước được quý vị? Thí dụ như mình biết một người bạn tâm rộng rãi, quan hỷ, khoan dung, tâm rộng lớn, thì bản thân mình nó phải đồng tâm đó kìa, thì nó mới kết bạn và chơi những con người gì lâu dài được. Còn tâm mình hẹp hòi ích kỷ thì làm sao chơi với người bạn tâm lượng rộng rãi, rộng lớn được quý vị, đúng không? Nên mỗi người cái tâm và duyên phước của mình nó chiêu cảm để gặp người mà mình chơi chung. Mình nặng nề nó sẽ chiêu cảm cái nặng nề, mình buồn phiền nó sẽ chiêu cảm cái buồn phiền, mình thiếu góc độ mình sẽ chiêu cảm gặp người thiếu góc độ. Thí dụ như giờ những đức mà có gì hay, những đức ưa nêu lên cái hay, mỗi khi làm gì thấy đặc biệt nêu lên để làm chi? Mở rộng ra cho nhiều người, ai thấy cái đó là hay phù hợp thì nó áp dụng. Nó một phần thành kính thì được một phần lợi ích. Mình học đạo mà thiếu tâm thành kính không học được gì cả. Không học được quý vị. Cái người mà thất bại nhất là con người cho mình giỏi rồi bản thân của mình không cởi mở cái tâm ra học tập. Khi vô chùa tu học mà bản thân mình giết rồi, bản thân mình tưởng đâu cái gì mình cũng biết, nhưng mà áp dụng thì không được bao nhiêu. Cái thất bại của mình là gì? Áp dụng không được bao nhiêu. Nên hồi nãy câu đầu như Đức nói, mình vừa nghe, hôm nay học tập tiếp tục một câu ai với Đạo Phật niệm đến cùng. Mình vừa nghe cái thôi là mình đề xướng niệm Phật liền. Mình vừa nghe câu này là câu gì? Câu nhắc mình niệm một câu Phật hiệu niệm đến cùng, là trong thời gian mình nghe khuyên niệm Phật là mình đã niệm Phật rồi, mình đã nhớ Phật niệm Phật rồi. Thì thời gian đó mình đã nhớ Phật rồi đó quý vị.
Quý vị coi, có khi chúng ta một ngày công việc lưu bu chúng ta không niệm Phật. Thế mình vừa nghe một câu ai Phật niệm đến cùng là mình tức khắc niệm Phật liền. Vì sao ngày nào những đứa cũng chia sẻ Phật pháp, có khi bạn biểu cũng chia sẻ Phật pháp, vì nhắc nhở nhau. Chúng ta vì ưa quên quý vị nên nhắc với nhau hoài. Chúng trong chùa đông, nếu như họ không niệm Phật thì sự hơn thua đấu đá tranh giành, phiền não đủ chuyện xảy ra. Những đức nói, nếu như quý vị chân thật nương tựa vào có Phật hiệu thì bảo đảm với quý vị tất cả những việc buồn phiền bị tự tan biến. Do mình niệm Phật mà mình không tin Phật quý vị ơi, niệm Phật mà không tin Phật, bản thân những đức làm đây mà họ kế bên họ còn không thấy. Người ta làm bao nhiêu chuyện, người ta giải quyết bao nhiêu vấn đề, họ còn không thấy. Đúng là mù quáng. Nên nhìn thấy rõ ràng mình làm được mấy chuyện, người ta làm bao nhiêu chuyện, giải quyết bao nhiêu vấn đề. Có người đã gặp Như Đức nói một câu, lúc trước con nghe thầy nói chuyện trong chùa việc này việc kia, con thấy chùa gì đâu mấy việc đâu chặt. Khi mà con vô đây còn tu, con thấy đúng là nhìn thấy xúc động thiệt. Quá công việc nhiều. Những đức nói, không biết vị nghĩ làm sao. Nhà mình có khi có mình hoặc hai ba người mà bù đầu bù cổ quanh năm, không chi chùa đông người gì mà lo cái kinh tế cho cái cuộc sống cả chùa, mà nói là đơn giản, không biết nghĩ làm sao. Có nhiều người ta gặp một cái ta xanh mày xanh mặt, mà nói rằng bình thường, không biết sao là bình thường. Thì coi nội mà tiền điện thôi, mà bên đạo tràng ba thôi, mà tiền điện thôi mà tháng này, tháng Tết mà 114 triệu một tháng. Đó là bên đạo tràng ba. Đại Tùng Lâm chưa tính, hộ pháp chưa tính. Vì nghĩ đơn giản không? Chúng ta làm cái gì một tháng được 50-70 triệu rồi bị coi. Lương này cũng là lương quá cao đó quý vị. Cái này nói là tiền điện thôi đó, chưa tính lo cho con người, chưa tính tổ chức bao nhiêu chương trình, chưa tính quý vị biết con người sống trong chùa, cuộc sống của họ cái này cái kia sử dụng quá nhiều, chưa tính. Mà quanh năm suốt tháng lo được quý vị nghĩ cỡ nào chứ. Nên tại sao mà những đức tin có vật hiệu như vậy? Vì những đức tin 100%. Chỗ này là ngay chỗ những đức khuyên người ta niệm Phật, và chính những đức niệm Phật và đại chúng niệm Phật và sanh phước duyên thù thắng. Nên mới nói rằng niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nhờ niệm Phật mà được như vậy. Nên ngày nào như đứa cũng tán thán niệm Phật. Nên vừa học tập đến một câu ai Phật niệm đến cùng là đề xướng niệm Phật trong cái thời gian mình nghe pháp niệm Phật, hiểu không? Tới cái bài giảng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là nhắc niệm Phật liền. Niệm Phật muốn vãng sanh thì phải niệm Phật. Nên như đức nó thường nói với chúng trong chùa, ban tổ chức làm việc, một ông thầy ông lo bao nhiêu chuyện như vậy mà ông còn động viên mình, ông còn khuyên mình. Thì biết rằng ban bậy làm việc mà có khi Như Đức đến tại chỗ Như Đức nói chuyện cho họ vui luôn. Có người ta nó thiếu chân quý vậy ơi, thiếu sự chân quý. Có khi mà công việc của Những Đức mà thứ tư mà Những Đức qua tới đầu tràng ba, Những Đức gặp ban bậy, Như Đức nhắc nhở công việc, rồi xong gặp mấy anh em. Có người ta chỉ nhìn được là cái việc ông này ông đếm nói chuyện gì thôi, chứ không có biết rằng cái công việc của ông này nó nhiều cỡ nào, mà còn suy nghĩ, còn quan tâm. Vì mình nghĩ người ta đi vô trong chùa người ta ở, nếu không nhắc nhở, không quan tâm người ta thì con người mình cũng thiếu trách nhiệm. Khi con người mình không biết trân quý quý vị thì một ngày nào tự nhiên mình cũng không được gì nữa.
Đến khi một ngày nào cái vai trò của mình làm mà hiểu ra thì đúng là cũng muộn màng. Nên những đức nói rằng bản thân mình cũng là kẻ phàm phu, nhưng khi làm cái gì là làm cực lực, nhiệt tình, hết mình. Nên những đức thường khuyên các anh em trong chùa cũng phải có tâm đó. Những đức cứ thường nói với những anh em trong chùa, những đức nói như thế này: mấy anh em cố gắng đi. Khi mấy anh em mà làm được, những đức sẽ để cho mấy anh em làm hết. Thật sự mà nói, cuộc đời mình những đức thích nhất là cái gì? Vì mình niệm Phật, mình biết có môn tịnh độ này quá thù thắng. Rồi nuôi người già, mình thấy người già quá khổ. Nhìn thấy một đời người khổ quá quý vị ơi. Người già khổ quá. Nên bản thân của mình thấy cái duyên hòa thượng xây chùa, mình thì có duyên nuôi người già, niệm Phật khuyên người niệm Phật cũng có duyên. Nên cái cơ ngơi hòa thượng xây chùa mình thấy ý nghĩa để mà mình nuôi người già, khuyên người ta niệm Phật, cực lực hết mình. Dù hòa thượng xây chùa bao nhiêu, nhưng đứa sẽ nỗ lực hết mình để nhận người già mà còn khỏe, đi tới lui được, vô chùa không đóng một cắc, lo hết nha. Nhưng mà phải khỏe đi tới lui, lo lắng, bình tĩnh đàng hoàng vô đây ở. Thấy cuộc đời mình làm việc này ý nghĩa quý vị, và thấy pháp môn tịnh độ quá hay. Nó dùng đa dạng phương tiện, rồi thường động viên các anh em bên cạnh cố gắng, nỗ lực cố gắng lên các anh em. Việc làm này ý nghĩa dữ lắm. Mình ngoài đời mà mình có vợ có chồng chưa chắc mình dám có thể nuôi cha mẹ mình được. Nó thiệt chứ, ngoài đời mà có vợ có chồng mà bây giờ kêu chọn vợ hay chọn cha mẹ, chọn chồng hay chọn cha mẹ, có chừng mình chọn vợ chọn chồng bỏ cha mẹ mình. Mình ở trong đạo mình lo tu đi, duyên người thân chưa đến đừng có phan duyên. Chân thật cố gắng lo tu đi, đây là con đường ý nghĩa dữ lắm. Nếu người nào mà trong chùa tu mà những điều những đức nhắc này mà họ nghe, họ không tu họ đi về, sau này quý vị sẽ tự hối hận, chắc chắn quý vị luôn, quý vị sẽ tự hối hận. Ông thầy cũng đâu khuyên hết trơn rồi. Nên những đức nói rằng người bên cạnh những đức cực lực nhiệt tình hết mình giúp đỡ, khuyên lên, dùng đa dạng phương tiện để giúp đỡ họ luôn. Họ không có trong chùa tu, những đức không có một chút gì suy nghĩ tới, không có lỗi. Vì những đức đó làm hết khả năng mình, họ không ở tu thì thôi. Nên bản thân mình là người tu hành, làm sao lương tâm mình thấy an lạc. Đối với Phật tử, những đức cũng cực lực nhiệt tình hết mình, dùng đa dạng phương tiện để khuyên vị tu, tổ chức bao nhiêu chương trình để mà quý vị rủ người ta về tu, đem tịnh độ giới thiệu cho chúng sanh. Quý vị khuyên người ta khi người ta nghe, mà những đức nói người ta lại nghe. Những đức có duyên đặc biệt như vậy. Mà không phải người nào mình nói người ta cũng nghe. Có những người bên cạnh mình nói người ta lại không nghe, nhưng có người ở xa người ta lại nghe. Nói kệ tùy duyên. Người nghe thì lợi ích của nghe, người nghe mà không làm thì có duyên của nghe không làm, tùy quý vị thôi. Nên cuộc đời những đức đi tu, những đức được cái lợi ích lớn nhất là gì? Tùy duyên độ sanh. Tùy duyên độ sanh. Nên mấy anh em bên cạnh những đức, những đức nó mạnh dạn một câu: mỗi một cơ ngơ mấy anh em làm được đó là của mấy anh em, nhưng mong chỉ có một điều thôi, là sau này mấy anh em thương yêu lo lắng cho các cụ già và thấy cái pháp tu này đặc biệt thì mấy anh em duy trì. Đời những đức thì nó đặc biệt rồi đó, tới đời mấy anh em duy trì hay không duy trì là chuyện của mấy anh em, tùy duyên phước của chúng sanh, tùy duyên phước của chúng sanh. Còn bản thân mình cực lực nhiệt tình hết mình là được rồi, cảm thấy lương tâm mình rất an lạc thoải mái quý vị, rất an lạc thoải mái. Thật sự quý vị trong đạo mà tu hành mà bất cứ cơ ngơ nào cũng vậy, có thịnh thì có si. Như thời hòa thượng Tịnh Không còn tại thế, Tịnh Tông học hội thịnh cỡ nào những đứa không biết, nhưng 100% quý vị, Tịnh Tông học hội của hòa thượng Tịnh Không bây giờ sẽ không bao giờ thịnh bằng khi ngài còn tại thế, chắc chắn quý vị luôn.
Vậy thì bây giờ khi những đức hướng dẫn quý vị phát triển gì, chùa chiền tịnh độ phát triển gì, nếu như những đức còn thì nó quá đặc biệt để hỗ trợ quý vị. Quý vị nắm từ cách này, việc cứ duy trì sẽ thành công tiếp tục, chắc chắn luôn. Nên những đức cũng còn trẻ, thời gian nếu mà duyên này, phước này, chúng sanh duyên này, phước này vì có thì vì hưởng lâu dài đặc biệt quá. Cả đời những đức mà hướng dẫn niệm Phật như vậy, tặng tượng Phật như vậy, thôi quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thấy không? Hướng dẫn niệm Phật như vậy, tặng tượng Phật như vậy thì đem tịnh độ cấm từng nhà, bao nhiêu người già được về chùa ở tu tập, bao nhiêu sự trở ngại ngoài đời được nương tựa ngôi tam bảo, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật được dự khóa tu lễ, người ta về ao về chùa được dự chương trình lễ hội. Đây là đại sự nhân duyên thù thắng. Nếu người đi tu mà nắm bắt được cơ hội này thì đúng là quá tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên như đức thường khuyên những anh em bên cạnh, những cô bên cạnh như thế nào, mình đi tu mình có duyên có phước đặc biệt, gặp một ông thầy có duyên có phước lo tu, hướng dẫn người tu. Chứ gặp mình đi vô một ngôi chùa mà gặp mà cốc cốc ken ken kiếm cơm ăn thì mình cũng theo Iran vậy. Mà họ có khi ở lâu rồi họ không biết chăn quý vậy ơi. Nên những đức mới nói là có thịnh ác có si. Nên có những người trong chùa họ ở lâu, tự nhiên cái họ không tu nữa, chuyện này bình thường. Nếu như mà gài dựng lâu dài, quyết chí cả đời sống chết ở trong chùa thì việc này nói chí. Nhưng nếu họ tu lâu họ cảm thấy ngao ngán, họ cảm thấy nhạt nhẽo, họ không tin Phật Bồ Tát nữa thì tự nhiên họ bỏ đạo, không tin Phật Bồ Tát. Những đức nuôi 2000 con người làm bao nhiêu chuyện này, những đức cực kỳ tin Phật Bồ Tát. Bản thân những đức không làm được, chỉ có tin Phật Bồ Tát mà những đức làm được. Niệm Phật là tin Phật Bồ Tát, trong thuận nghịch niệm Phật là tin Phật Bồ Tát. Nhớ kỹ, cơm gạo cuộc sống của chùa ổn định là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Khuyên người niệm Phật, niệm Phật vui vẻ an lạc mà đầy đủ. Nhớ kỹ nghe vị, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.